Bài học ở trang 43 gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta học một số từ ngữ về các nghề nghiệp, les professions. Phần thứ hai, chúng ta học một số từ ngữ về các phương tiện vận chuyển, les transports. Và phần thứ ba, chúng ta tiếp tục học về các con số. Trong phần thứ nhất, chúng ta học một số danh từ về các nghề nghiệp, les professions. Và chúng ta ôn lại một số các nghề nghiệp mà mình đã gặp ở trong bài trước khi học về phần các nghề nghiệp về giống đực và giống cái. Le coiffeur là một người thợ hớt tóc phái nam. La coiffeuse, một người thợ uốn tóc phái nữ. L'infirmier, một nam y tá. L'infirmière, một nữ y tá. Le médecin, một y sĩ nam. La médecin, một y sĩ nữ. Le pharmacien, một nam dược sĩ. La pharmacienne, một nữ dược sĩ. Le professeur, một nam giáo sư. La professeur, một nữ giáo sư. Và chúng ta có thể coi lại trong bài trước khi trình bày về giống đực và giống cái của các danh từ chỉ nghề nghiệp. Và bây giờ trong câu hỏi số 1, người ta yêu cầu chúng ta hãy nối kết các định nghĩa và các nghề nghiệp. Ở bên tay trái của chúng ta, ABCDE là các định nghĩa về các nghề nghiệp. Và ở bên tay phải của chúng ta, 1, 2, 3, 4, 5 là tên của một số các nghề nghiệp. Và chúng ta cần nối kết cái định nghĩa của một nghề nghiệp với tên của nghề nghiệp đó. A. Il travaille pour la télévision. Ông này làm việc ở trong ngành truyền hình. Để chúng ta thấy số 3 là một người hướng dẫn chương trình ở trên các cái chương trình của đài truyền hình. B. Il travaille à l'université. Ông ta làm việc ở trong một trường đại học. Như vậy là một ông giáo sư, le professeur. C. Elle distribue les lettres et les cartes postales. Đây là một người phái nữ. Bà ta đi phân phát các lá thư và các cái bưu thiếp. Các postal là những cái bức ảnh và chúng ta có thể ghi một số các cái chữ ở trong đó rồi dán tem và gửi bằng bưu điện đi tới một người nhận. Như vậy, cái bà này đi phát các thư từ, các thư tín. Như vậy là một người đưa thư phái nữ là factrice. Và thường thường người ta làm việc này là các người phái nam. Le facteur là một ông đưa thư, là factrice, một bà đưa thư. D. Il travaille dans un hôpital. Đây là một người phái nam. Ông ta làm việc ở trong một bệnh viện. Như vậy chúng ta thấy đây là một nam y tá, l'infirmier. E. Il travaille avec un ordinateur. Cô ta làm việc với một máy vi tính, như vậy là một nhân viên vi tính, l'informaticien. Trong phần kế tiếp, khi chúng ta học về tên của một số các phương tiện vận chuyển, thì trước nhất chúng ta phải học tên một số các phương tiện mà chúng ta thấy được đề xuất ở trong bài học này, và chúng ta cũng phải cần tìm hiểu các cái giấy từ đi với các phương tiện này. Phần thứ hai, chúng ta coi ở trong hình ảnh này, chúng ta phải nhận diện ra ở các cái hình này tên của các phương tiện vận chuyển. Và có một số phương tiện chúng ta không thấy ở trong cái bảng danh sách này thì chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm. Trước hết, chúng ta coi ở bên tay trái, en bus là bằng xe bus, en métro là bằng xe điện ngầm, en moto là bằng xe gắn máy, à pied là đi bộ, en scooter là bằng xe tay ga. Scooter là một xe gắn máy mà có cái bánh nhỏ, bánh đặc nhỏ, chúng ta quen gọi là xe tay ga ở bên Việt Nam. En taxi bằng xe taxi, en train bằng xe lửa, en tramway là xe điện mặt đất. Tramway nó cũng giống như là metro nhưng mà nó chạy ở trên mặt đất, cũng có đường sắt và nó chạy bằng điện. À vélo đi xe đạp, en voiture bằng xe ô tô. Vậy chúng ta thấy đây là các phương tiện di chuyển giúp chúng ta đi di chuyển từ nơi này tới nơi kia. Nhưng mà có những danh từ đi với giới từ O, lại có một số danh từ khác đi với giới từ A. Như vậy chúng ta cần phân biệt như thế nào? Bài học sau đây sẽ giải thích cho chúng ta biết các phương tiện chuyên chở nào dùng với giới từ O và các phương tiện chuyên chở nào dùng với giới từ A. Trước hết chúng ta thấy các phương tiện di chuyển mà người ta có thể đi vào bên trong. Người ta sử dụng giới từ O trước các danh từ của các phương tiện vận chuyển mà trong đó người ta có thể đi vào.
Giống như là đi vào trong nhà, chẳng hạn như voiture, xe ô tô, bateau là tàu thủy, train là xe lửa, avion là máy bay, vân vân. Và chúng ta dùng các phương tiện này đi với giới từ on, ví dụ aller en voiture đi bằng ô tô, aller en bateau đi bằng tàu thủy, aller en train đi bằng xe lửa, aller en métro đi bằng xe điện ngầm, aller en avion đi bằng máy bay, aller en taxi đi bằng xe taxi, vân vân. Và bên cạnh đó chúng ta đã nói các phương tiện di chuyển mà người ta phải phải cưỡi lên đó, en fourche, tức là một chân bên này một chân bên kia, thì thường thường người ta dùng giới từ à. Ở đây người ta nói là được ưu tiên dùng giới từ à, và chúng ta sẽ giải thích thêm. Khi đó là một phương tiện di chuyển mà nó hở, nó mở, tức là chúng ta dùng phương tiện này mà vẫn phải phơi mình ra ngoài trời, ngoài gió, ngoài nắng, ngoài bụi. Và chúng ta en fourche, tức là cưỡi lên, tức là một chân bên này, một chân bên kia, ví dụ như là xe đạp, velo, chẳng hạn như là xe gắn máy, mô tô, chẳng hạn như là xe scooter, là xe tay ga, rồi đi ngựa cũng như vậy, serval, vân vân, thì người ta ưu tiên dùng giấy từ A, bởi vì không có thể đi vào trong nó ngồi. Với các phương tiện này, người ta nói là ưu tiên dùng giấy từ A. Ưu tiên có nghĩa là người ta chuộng dùng giấy từ A hơn, nhưng mà người ta lưu ý, tuy nhiên trước các danh từ velo, xe đạp, bicyclette cũng là một xe gắn máy nhỏ, mô tô là xe xe mô tô, scooter là xe tay ga, mobilet xe gắn máy nhỏ, thì người ta cũng có thể dùng giới từ on. La preposition on est aussi attesté, attesté là được công nhận. Ví dụ, aller à cheval, đi cưỡi ngựa, aller à vélo hoặc là aller en vélo đều có giá trị ngang nhau. Aller à bicyclette hoặc là aller en bicyclette có giá trị như nhau. Aller à mô tô đi bằng xe mô tô, aller en mô tô cũng như vậy. Aller à scooter, aller en scooter, aller à bicyclette. Với cách giải thích bên trên chúng ta vừa mới nghe thì chúng ta thấy là en bus là chắc chắn là phải dùng, en métro chắc chắn phải đi với giấy tờ en, en mô tô thì có thể đi với à mô tô, à pied chắc chắn là đi với à rồi, en scooter có thể đi với en, có thể đi với à, en taxi thì bắt buộc phải đi với giấy tờ en, en train phải đi với giấy tờ en, en tramway phải đi với giấy tờ en, à vélo cũng có thể nói là đi en vélo, en voiture thì phải đi với giấy tờ en. Vậy chúng ta nói tóm lại là đi với các phương tiện mà chúng ta đi vào bên trong, trong đó chúng ta có cái cửa đi vào rồi có ghế ngồi, chẳng như xe buýt, xe điện, máy bay, xe lửa thì chúng ta phải dùng giấy tờ en. Trong khi với các phương tiện mà chúng ta bước chân qua, chúng ta cưỡi lên đó, tức là một chân bên này, một chân bên kia, thì người ta ưu tiên dùng giấy từ à, nhưng mà cũng có thể dùng giấy từ ăn như trường hợp này này. À, người ta ưu tiên dùng à mô tô, nhưng mà cũng có thể dùng ăn mô tô. Ở bên này cũng vậy này, à velo, nhưng mà cũng có thể dùng ăn velo, à scooter, nhưng mà cũng có thể dùng ăn scooter. Và bây giờ chúng ta coi nhìn cái hình bên này, hình số 3. Các bạn hãy nhìn cái hình này, Regardez l'image. Vous connaissez quel moyen de transport? Trong số các phương tiện di chuyển mà chúng ta thấy ở trên cái hình này, chúng ta biết được những phương tiện nào? Nhìn vào tấm hình này, có một số phương tiện chúng ta thấy rất quen thuộc, chẳng hạn là máy bay, chúng ta biết được là avion. Và chúng ta thấy đây là xe điện mặt đất, tramway. Rồi chúng ta cũng biết được là xe mô tô. Và đây là xe đạp, velo. Và đây là cái tàu thủy, bateau. Và chúng ta còn phương tiện nào nữa? Đây là xe bus. Còn một số các phương tiện khác chúng ta chưa tìm thấy ở trong danh sách này thì chúng ta có thể học thêm. Trước hết đây là xe scooter. Scooter là xe gắn máy mà có cái bánh nhỏ, chúng ta quen gọi là xe tay ga. Và đây là xe ô tô điện. Đây là hình dạng một cái xe ô tô nhưng mà có thể cắm điện. Vì cái xe này không chạy bằng xăng mà chạy bằng điện. Voiture électrique.
Xe hơi điện bây giờ bắt đầu khá phổ biến ở trong một số các quốc gia. Xuống dưới này chúng ta thấy một cái xe tải, nó có cái chức năng là đi câu các cái phương tiện khác. Như vậy chúng ta gọi đây là một cái xe cẩu để đi những cái xe ô tô khác bị hư thì gọi, và có cái xe tải này nó tới để mà nó cấu đi camion. Rồi chúng ta gọi đây là camion, là một cái xe tải. Xe tải này có chức năng là và sau đây là hình một số phương tiện di chuyển mà chúng ta không nhận diện ra ở trong cái hình đó. Scooter, một cái xe có cái bánh nhỏ, chúng ta gọi là xe tay ga. Và bên dưới là một cái xe cẩu để đi cẩu các cái xe ô tô bị hư. Camion de panache, de panache là đi sửa chữa những xe bị hư. Ở đây là một cái xe ô tô này không chạy bằng xăng, dầu mà chạy bằng điện. Và khi hết điện thì chúng ta phải đi tới một cái nơi để chúng ta có thể nạp điện, une voiture électrique. Sau đây là một cái thuyền buồm, un voilier. Bên dưới là một cái xe điện mặt đất, un tramway. Xe điện mặt đất nó cũng giống như là xe xe điện ngầm nhưng mà nó chạy trên mặt đất. Đây là một cái đĩa bay. Soucoupe volant là một vật thể chưa được xác định. Bên dưới là hình một cái máy cày, un tracteur. Và đây là một cái máy bay trực thăng, un hélicoptère. Hình bên tay trái là một cái hỏa tiễn, có người gọi là một cái tên lửa. Cái hỏa tiễn hay cái tên lửa mang những con tàu vũ trụ, và người ta có thể có người ngồi trong này để được đưa lên vào không gian, đi vào trong quỹ đạo của trái đất. Người ta gọi là fusée. Và đây là một cái phương tiện dùng trong quân đội. Đây là một cái tàu ngầm sous-marin. Và sau cùng chúng ta có hình một cái cáp treo. Đây là hình một cái cáp treo. Cáp treo trong Pháp gọi là téléphérique. Télé là xa. Téléphérique là người ta có thể chuyên chở chúng ta đi xa từ nơi này tới nơi kia, nhưng mà bằng phương tiện treo ở trên một cái dây cáp. Đi từ điểm này tới điểm kia hoàn toàn trên dây cáp. Chúng ta cùng nhau coi lại tên của một số phương tiện di chuyển mà chúng ta không thấy ở trong cái danh sách này. Scooter, voiture électrique, xe ô tô điện. Camion de panache, một cái xe tải dùng để đi cứu hộ. Un voilier là một cái thuyền buồm. Soucoupe volante, một cái đĩa bay. Bateau là tàu thủy. Ở đây chúng ta có cái tramway là xe điện mặt đất. Bus là xe buýt. Avion là máy bay, helicopter là máy bay trực thăng, mô tô xe gắn máy, tractor xe máy cày, sous-marin tàu ngầm, fusée tên lửa, hỏa tiễn, vélo là xe đạp, và téléphérique là cáp treo. Chúng ta thấy ở bên trên góc phải. Và tới phần thứ ba, chúng ta cùng nhau đọc các con số còn lại ở trong bảng số. 100 là 100, 200 là 200. Vậy chúng ta thấy có một cái đặc biệt là con số 100 này trong tiếng Việt có số 1. Và nếu chúng ta đọc qua tiếng Anh, chúng ta cũng thấy có số 1. Con số 100 này tiếng Anh đọc là 100. Nhưng mà tiếng Pháp không có số 1 giống như tiếng Việt và tiếng Anh. 100 thì là 100, 200 là 200. Chúng ta để ý con số 463, 463. 100 thì không có S, 200 thì có S, nhưng mà 400 thì không có S, do bởi sau chữ son này lại còn các con số khác. Như vậy 400 chúng ta viết không có S, 463. Con số 1.000 là 1000,
Và chúng ta thấy đối chiếu với tiếng Việt và tiếng Anh, chúng ta thấy trong tiếng Việt và tiếng Anh có số 1, 1.000, 1.000, trong tiếng Pháp không có con số 1, con số 1.000 đọc là mille. Và đây là con số đặc biệt ở trong tất cả các con số của tiếng Pháp, là không bao giờ nó có số nhiều, chẳng hạn như là 5.000, 5.000. Qua cột bên tay phải, chúng thấy đây là con số 1 triệu, thì lại có 1, 1 million, 2 triệu, 2 million, con số tỷ, 1 milliard, 8 tỷ, 8 milliard. Như vậy, để tổng kết lại các con số lớn này, chúng ta thấy nhận xét là con số 100 và con số 1.000, chúng ta không có số 1, trong khi 1 triệu và 1 tỷ thì có số 1. Và nhận xét thứ hai là con số ngàn không bao giờ có S, cho dù nó là số nhiều, 1.000 là mille và 5.000 là 5 mille.